Đây đây, hôm trước trên báo Việt Nam mình có đưa cách ăn atiso của người Thổ này cả nhà. Đây, cái bông atiso như thế này nè, người ta cắt bỏ hết, chỉ lấy cái lõi này thôi. Đó. Đây kim chi Thổ. Yeah, this is delicious. Teşekkürler. Ne kadar? 350 kilo. Bao nhiêu? Mình lại đi chợ trời cả nhà ơi. Đây là dâu đang vào mùa cho nên rẻ mọi người ơi. Khoảng 37 nghìn một ký đó. Nó bự. Chừng. Chuối ở Thổ này cũng rẻ rồi do trồng được á. Dưa hấu to rồi nè. Trái cây ở đây nhiều lắm. Đi đâu có cặp dâu, dâu bạc ngàn. Rồi cá nó bự lắm cả nhà ơi. Mùa này ăn dâu đã luôn. Mùa còn cái cam này rẻ nữa, có mười mấy nghìn, 15 nghìn, 14 nghìn ký. Đây cả rổ, rau. Đây đây, hôm trước trên báo Việt Nam mình có đưa cách ăn atiso của người Thổ này cả nhà. Đây, cái bông atiso như thế này nè, người ta cắt bỏ hết, chỉ lấy cái lõi này thôi. Đó. Người ta cắt quá chừng luôn, bỏ vỏ hết rồi đó. Người ta không có làm trà như ở mình. Cái bông này nó cũng giống như ở Đà Lạt á. Xong rồi lấy cái này nấu, lấy cái lõi trắng này nấu. Cái chợ trời á, càng đi vô sâu là càng rẻ cả nhà. Cái đây là eo mình hạnh nhân mà dạng tươi với cả nhà, ăn sống được. Tại vì mặt bằng ở bên ngoài á, là người ta thuê giá cao hơn, gọi là đắc địa. Thường người ta đi ngang xẹt vô cái mua, thì những chỗ đó khách nhiều á, thì giá nó cao hơn, còn đi càng vô sâu thì nó càng rẻ hơn. À đây, mấy cái rau, có rau ngò nè. Bây giờ rau ngò rẻ rồi. Hôm trước mùa đông tới mấy chục ngàn bó, giờ rẻ. Còn cá. Đi chợ trời vui lắm. À, đây kim chi Thổ. Kim chi Thổ muốn người ta làm đủ kiểu. Yeah, this is hấp dẫn, delicious. Cái đây là vua chuột nhỏ đó cả nhà. Đây là súp lơ trắng này, súp lơ tím này, ớt các loại, đào bắp, nói chung là làm kim chi nhiều loại lắm. Đào bắp, đậu. Đậu loại kim chi luôn, thùng vậy nè. Ở Thổ mọi người được cái là người ta mời mình thử á, rất là vui vẻ, và mình thử mình không mua cũng không sao, chứ không có bị đốt phong long hay là tỏ thái độ gì đâu nha. Riêng về đồ ăn mình thấy vậy đó. Mới đầu mình cũng ngại á, nhưng mà mình không mua cũng không sao. Rồi đây là những cái quầy cà chua với lại dưa leo. Cà chua dưa leo là hai cái món mà như rất là phổ biến mà nhà nào đi, mỗi lần đi đâu đi chợ là cũng phải mua đó. Mua dưa leo với lại ớt. Mù dâu 25 đi ra. Mù dâu rẻ quá cả nhà ơi. 25 đi ra là khoảng 30 nghìn ký. Dầu xương thì rau củ nó nhiều rồi. Mùa đông ở đây cũng có rau củ nhưng mà nó mắc, giá nó mắc. Giữ lạnh người ta phải
giữ ấm rau này nọ nó mới lên đó. Thì cái sản xuất nó cao, và bây giờ là mùa xuân là trời nắng trồng rau được rồi. Dẫn cả nhà đi chợ, chợ thổ ngày xuân. Chuối này cũng rẻ quá cả nhà. Hồi trước chuối mắc lắm nha, bây giờ là ở địa phương trồng được chuối bự ngon rồi. 22kg là khoảng 27.000 một ký. Kiwi thì kiwi 25 là khoảng 30.000 một ký. Đây, ở đây bán dâu rẻ hơn nữa, có 2 lira là khoảng 25.000 một ký. Dâu bự quá cả nhà, bự mà tươi ra rói luôn nè. Ở ngoài chợ chờ thì đa số là đàn ông bán hàng. Khi nào mình đi siêu thị á, thì có phụ nữ. Tại vì chợ trời công việc buôn bán nó nặng nhọc hơn á. Ở đây có bán gì đây? Mấy cái bánh mỏng dính đó cả nhà. Cái đây là người ta đi về người ta làm bánh scrambled. Đó là đàn ông con trai phụ không á. Cái giờ này mình đi là khoảng 4:30 chiều á cả nhà, là ba mẹ đi làm về xong rồi dẫn con á rồi đi chợ luôn, cho nên nó khá là đông. Con cá mùa này cá cũng rẻ luôn nha, cá mùa xuân là trời còn lạnh cho nên là còn bán cá ngoài chợ nha. Chứ còn nếu như mà mùa hè thì không có bán, tại vì mùa hè nhiệt độ nó cao là rẻ, là cá nó ươm liền á, nên là chính phủ quy định là không cho phép bán. Còn mùa này là còn lạnh cho nên còn được phép nè. Đây là cá tiết trắng nha cả nhà, 35 lira một ký, là khoảng 5.000 ký, 45.000 tiền một ký, nói chung là rẻ. Cái nục bữa nay to mà bự quá chừng, khoảng 6 mấy nghìn ký thôi đó. Sinacop là cái phiên bản nhỏ của cá lục phê á, cũng ngon lắm. Đây là cá cơm MC, cái cơm này lại mắc hơn nhưng mà nó tươi cả nhà. Bữa nay có tôm và lại mực nữa này. Tôm mực với lại cái nục bự kìa, và trứng cá hồi luôn nè cả nhà. Alın 100 lira çilekop, 100 lira çilekop sarı kanat. Ở biển này. Cái này không ngót cũng ngon lắm nha. Một tô nước cả nhà. Đây là con cá Lebrecht, cá hồi kiều loại, tươi tươi lắm cả nhà. Tôi rối luôn á. Một phần là do người ta đuối nước lên đó cả nhà, nhìn nó bóng. Cá này thì rẻ này, tại vì nó đông lạnh rồi á. Cá ngừ á, mùa này không ngon, mùa đông mới ngon. Rau cũng rất là vui nhộn quá kìa. Thấy không mọi người, cá rẻ nhiều khi rẻ hơn là ớt với lại các loại rau củ đó. Nói chung mọi người thấy cái giá này nhân cho 1.300 là sẽ ra tiền Việt Nam đồng. Cái lá nho này nè, cũng món ăn quen thuộc của người Thổ đó. Tại vì người ta gói
Chợ thì thường là mấy bé theo phụ huynh, theo mẹ đi học về xong rồi đi luôn đó. Các bé mật ong chợ trời thì làm nhóm cái chỗ này một tuần một phiên đó cả nhà. Chó nó bự. Ở chỗ người ta yêu chó mèo lắm cả nhà, từ khi mình thấy chó bự mình sợ. Còn có chợ phiên nữa nha cả nhà, tại cái chợ trời nó gần nó tiện cho nên là mình hay đi, với lại mình thấy rau củ nó cũng tươi á. Mười mấy nghìn ký. Đó, dầu rẻ. Anh làm nhiều cái dầu. Đây là cái thái nho. Loại gia vị. Quầy kim chi tiếp nè. Loại kim chi. Người ta cũng bán mấy cái đồ gia dụng túi nè. Ở đây thì hàng chợ nên giá nó rẻ. Đây là một cái hàng bán artiso á cả nhà. Một đống vỏ bên trong. À, này đã có bí rồi, cấp bách. Đây, còn cái chỗ này nè, bánh mì xì mít này giống như là một cái bánh mì không ở Việt Nam mình á, người ta hay ăn kiểu ăn vặt vậy đó cả nhà. Đây hàng, đây cũng là bắp luộc rồi đó. Nhỏ quá chừng nè. Cái hành nhân tươi này là 20 lira một bọc vậy đó, là khoảng 23.000 một hộp vậy nè. Rồi như vậy là Nguyễn đã dẫn cả nhà đi xem một vòng chợ trời mùa xuân ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Nguyễn nha. Bi kilo silic. Còn là cây bự hơn cả nhà. Trái nó bự, cái bán lửa luôn. Hôm qua trái này thì mình mua ở ngoài kia là 60, ở đây là 35 mà rẻ hơn đó. Ba lăm đi ra là khoảng 44.000 tiền Việt Nam đồng một ký. Chị Việt, chị sẽ kêu lên. Do bự. Yeah. Đây. 35, có lại 15. Mình sẽ mua một trái lựu. Cũng rẻ không mắc cả nhà. Nó lựu ăn tốt lắm. Nhưng mà ăn mỗi lần lộn hơi cực đó cả nhà. Nên mua một trái. Chứ không có mua gì. Trái này là trái mộc qua đó cả nhà. Có rồi đó. Cam này rẻ.
butaka. Aa, 1 kilo butaka. 4 veya 5 tane veriyorum. Ya. Ya. 20 lira çilek. Bỏ nó đây. Zikla 5 lira còn lại 35. 65 lira còn lại 35. Để mình hỏi tôm đi. Mấy cái đó chim bông? 350 kilo. Cái lục thì rất là tươi và to nên mình sẽ mua cái lục. 1 kilo. Bir şey 1 kilo mı sınır da? Chile cốt này cũng to này. 1 kilo mu? 1 kilo mu sınır? Abi de 200 kilo. Kilo. 1 kilo mu? 1,5 kilo versin. 1,5 kilo veririm. Tamam ya da kilo 35. Mấy con làm nền này bằng hơn ở trong. 250. 50 ly ra khoảng 6 mấy nghìn một ký. Al istavrit 50. Sarı kana çilekop 100 liraya. 100 liraya. Đây bán xong rưới nước lên là nó bóng lửa lắm. Cái dưa leo này ngon, mình mua 2 ký. 2 tane kilo. 2 kilo. Tầm mấy nghìn một ký đó cả nhà. Mua 2 ký. 2 tane domates. Một ký cà chua nữa. 2 tane. Đây mua rau thơm chỗ quen thuộc. Ngọt. Quá hành, hành mình trồng mà nó chưa lên kịp cái như thế này nữa. Nấu rau củ cho thơm. Như vậy là video kỳ này của Nguyên tới đây xin được tạm dừng. Nguyên xin chân thành cảm ơn cả nhà rất rất nhiều. Và xin hẹn gặp lại mọi người video kỳ tới.